Bộ tranh tứ quý Tùng Cúc Trúc Mai, kích thước ngang 37, cao 1m07, dày 4 phân, đục sâu 2 phân, móc kênh bông. Thì đây chúng tôi có cái móc kênh bông là những cái lá trúc này. Quý vị thấy cái nền của nó, chúng tôi đưa tay vào sâu trong cái nền, cái lá nó móc lên này. Cái đầu con chim nó ngóc ra khỏi tấm tranh này. Cái đuôi con chim này nó cũng tách ra khỏi cái nền này, gọi là móc kênh bông này. Hoặc cái cành cây đây, quý vị thấy cái cành cây móc kênh bông. Cái này thì lục nông nên là móc ít. Có những cái bộ chúng tôi 2 phân nhưng không móc kênh bông. Bộ này thì tuy là đục có nổi có 2 phân thôi nhưng mà vẫn móc kênh bông, nhìn nó rất là nổi, rất là đẹp. Giá thì rất là bình dân. Bộ này chúng tôi bán chỉ có 6 triệu bao vận chuyển toàn quốc. 6 triệu bao vận chuyển toàn quốc mà lại đục kênh bông rất là nổi. Quý vị thấy không ạ? Giá rất là rẻ thôi. Gỗ thì đảm bảo luôn, gỗ hương đá, 100% là gỗ hương đá của Nam Phi. Hương đá Nam Phi đục cực kỳ kênh bông luôn và giá rất hợp lý, chỉ có 6 triệu bao ship toàn quốc. Thì đây là cận cảnh của nó, quý vị có thể thấy cây tùng và cây cúc, cận cảnh của nó đây, đục rất nổi, rất đẹp, đã nổi đẹp rồi mà giá lại hợp lý, đúng chưa ạ? Cảnh 4 mùa tùng cúc trúc ma, giá rất hợp lý. Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0975940966 hoặc về trực tiếp tại xưởng của chúng tôi tại Nghiệp Tân Dân Phú Xuyên Hà Nội, cái biển của chúng tôi đây. Đúng không ạ? Xin trân trọng cảm ơn.